Xin chào khán giả đến với kênh Ký Sự TV. Trong buổi chiều ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục trở lại với câu chuyện của anh Nhí và hai đứa con. Có thể nói là trong những ngày vừa rồi thì câu chuyện này là một cái đề tài mà trên những cộng đồng, trên những cái mạng xã hội họ đang tranh luận khá nhiều. Ai cũng có những cái ý kiến riêng của mình. Ngày hôm qua thì anh trai của anh Nhí có gọi điện cho em để mà chia sẻ một sự thật cũng chấn động luôn. Có nghĩa là nhà anh Nhí trước đó khi mà người vợ vừa mất, anh đã đem người nhà đến và muốn ngỏ ý là đón hai đứa con về nhà để mà chăm sóc. Nhưng không biết vì một cái lý do gì đó mà bà ngoại lại không đồng ý và quyết tâm giữ hai đứa cháu bên mình. Và bây giờ chúng ta cũng lên tiếng, có người trách bên nội là tại sao vô tình bạc nghĩa không thương cháu này kia. Nhưng đó cũng chỉ là những cái lời nói chủ quan từ bên ngoài nhìn vào thôi. Và khi mà nghe được những cái lời mà người anh bốn ruột của anh Nhí kể ra, chúng ta mới vỡ lẽ ra là bên ngoài cũng có những khúc mắc và những cái oan khuất cũng khó lý giải nha mọi người. Và mới ra nhất, một khán giả đã gọi về cho em, một vị khán giả ở sát nhà bà ngoại luôn, đã có một cái sự tiết lộ mà em nghĩ rằng là rất là nhiều người sẽ bị sốc khi mà nghe được về bên ngoài của những đứa con anh Nhí. Thì bây giờ mời khán giả cùng với Ký Sự TV sẽ lắng nghe một cái đoạn chia sẻ của chị hàng xóm sát bên nhà bên ngoài nha mọi người. Chị thấy nếu mà tại vì cái anh Nhí đó là ảnh là nghĩ là ít lời ăn tiếng nói á, ảnh không nói, anh đứng anh không nói chứ bà xu da gì xuống bà đẩy mặt bà xu với bà nội đừng nói gì hung dữ thấy mẹ luôn. Chị thấy là chị bức xúc dữ lắm luôn á, chị câu theo từ đầu tới đuôi từ hôm đó nay á. Dạ. Trời ơi, chị nói thôi, bữa nay chị mới coi số điện thoại được chị gọi á. Chị đâu mà xu da phải nói mà vô nhà gì đâu, bà làm gì thấy ghê vậy. Bà nói người ta hả là lợi dụng tiền ấy chứ. Nếu mà Mạnh Thường Quân không cho sức mấy bả nuôi cháu ngoại vậy à. Dưới đấy bả làm như bả xúi dục cái thằng con lớn đó là không cho nó đi theo cha nó nữa. Dạ. Chị câu chị thấy bức xúc dữ lắm luôn á, chị theo từ đầu tới đuôi luôn á. Con người ta đẻ ra không lẽ anh nói chứ vợ chết nó cũng đâu có bỏ ra dòng máu của người ta mà. Rồi sao bên nội người ta cũng ấy chứ, bả làm như có mình bả biết thương cháu ngoại vậy. Rồi thêm cái thằng con của bả nó mất dạy gì đâu. Thì không phải nói chị, tại chị nói trên đây chị dùng tiếng mất dạy như dữ chứ. Đúng là như vậy luôn á. Không có lịch sự chút nào hết. Tự nhiên vậy rồi bính người ta. Dạ. Ăn nhậu không có đúng gì hết trơn. Chị coi chị tức gì đâu luôn á. Bởi vì hôm đó nay tức gì đâu, hôm nay mới thấy số điện thoại mới gọi được. Theo chị thì trong cái việc này thì ai đúng hay sai? Chị thấy á, cái anh Nhí đó là cũng như là tại vợ mới mất nhưng mà đi mần cũng chưa có nghề nghiệp, nhưng mà con người ta là không bao giờ người ta bỏ đâu. Người ta là cha mà người ta không có bỏ đâu. Nhưng mà bả cứ chửi nói người ta là mê gái dành tiền rồi này kia, mê tiền ôm đi. Bả làm mà không có đúng, bộ bả cũng ôm, bộ bả không ôm ha. Bả làm không có đúng đâu. Tôi cũng phải bàn tính, hai bên ngồi bàn tính lại. Chứ bên kia người ta cũng có cháu nội, tôi cũng lo cho người ta vậy. Tôi cũng lo cháu nội ra chứ đâu phải người ta bỏ đâu. Bà đó bả cũng có cháu nội, con của người anh của anh Nhí đó. Dạ. Bà cũng lo chứ bộ bà không lo, mặc dù thường thường em nói thấy không, lá bụng cũng về cội nè. Mà bà làm vậy chị thấy không đúng, chị bất xúc cái ghê luôn á. Chị coi ha, chị coi mà chị ăn cơm không được luôn á, chị tức chị ăn cơm được, chị cứ theo dõi hoài luôn á. Nói chung thì chắc là bên ngoại cũng bất xúc cái việc là tại sao anh Nhí đi làm mấy tháng trời mà không gửi tiền về đồng nào của cháu, cũng bất xúc cái chuyện đó chị. Thì cũng bức xúc nhưng mà con người ta không có lỗi như hồi mà mới ấy á, thấy không? Hồi mà cái người vợ của anh ấy chết đó là anh chồng cũng dẫn xuống đi đám đàng hoàng chứ bộ. Nhưng mà bảo quá lịch, không lịch sự, chua da ít da là mình cũng phải nói làm sao xuống không? Bữa tại em đứng nha, không thấy bà đẩy cái mặt bà xui bà nội đó. Bà xui bà ẩm cháu mà bà giữ cái ghê không? Bà đẩy mặt ra luôn chứ bộ. Dạ. Yeah. Người ta không có nói gì đâu, người ta hiền cái ghê không? Bà chỉ nói vậy thôi mà bà làm bà giữ. Để ý câu nói bà coi, bà không phải tốt lành gì đâu, tụi nó thiệt á. Bà không có tốt đâu.
Bởi vì chị bức xúc dữ lắm luôn á. Một số người người ta cũng nói là người ta sợ là bây giờ anh ý là công an chuyện làm thì chưa có, mà giảm hai đứa con về sẽ nuôi không được. Nên là cũng con ba nội, con ba nội dầu sao đi nữa về mà không được thì còn má của anh ý nuôi chứ. Chứ bả mà nếu mà không có Mạnh Thường Quân cho tiền đó hả, là không bao giờ bà ngoại mà giấy đâu. Bả già bả làm gì bả nuôi. Bả ôm bả dành giật lại là Mạnh Thường Quân ta gửi tiền nè, gửi tiền nuôi nè, chứ bả làm gì bả lấy tiền mới nuôi. Thử thời Mạnh Thường Quân không ra tiền nữa, bả dành hơn, bả dành cho ngoại bả nuôi luôn, chị mới dám sợ luôn đó. Không có đâu. Dạ coi mà chị tức thì ăn sao không được luôn á. Chị là người dân, chị ở với Tiền Giang á, chị người dân chứ có gì, nhưng mà tại vì coi chị thấy bức xúc. Hôm qua thì có anh trai của anh Nhí cũng muốn gọi điện cho em, cũng nói là bây giờ là cái trước kia là khi mà cái người vợ mới mất á thì bên trong người có muốn là sinh con về mà nuôi rồi nhưng mà ngoại không cho. Là như vậy á, là em thấy không đúng. Bả nghĩ là Mạnh Thường Quân sẽ cho tiền, bởi bả mới dành giật lại đặng Mạnh Thường Quân cho số tiền đó đặng bả nuôi cháu. Chứ nếu mà Mạnh Thường Quân không cho đi, sức mấy mà bả nuôi con bả mất rồi, sức mấy bả nuôi vậy, bả nuôi cháu vậy. Trời ơi, bả già rồi mà tiền đâu bả nuôi. Bây giờ thì còn tiền Mạnh Thường Quân chứ, mình sợ sau này hết tiền không biết tiền ở đâu mà nuôi cháu chứ. Đúng rồi đó, nói vậy là đúng rồi đó, thiệt luôn. Bây giờ phải làm sao cho anh Lý đó ảnh nuôi cháu, mặc dù ảnh mần không có tiền, nói với con ảnh rước về nuôi. Ảnh không nuôi, ảnh đi làm, nhưng mà mẹ ruột ảnh nuôi là con ảnh, dĩ nhiên ảnh phải đem tiền về nuôi con ảnh, tại vì mẹ của mình nuôi cháu nội mà. Đó, bởi vậy phải đem về nuôi chứ đừng có để vậy là không có được, làm như vậy á. Chứ bà ngoại lấy gì bà ngoại nuôi, bà ngoại dành dịch đặng Mạnh Thường Quân gửi tiền về nuôi đó. Thì anh Nhí cũng có nói là bây giờ tôi tạm thời để ở nhà bà ngoại, rồi sau một thời gian nữa nếu bà ngoại không nuôi thì anh sẽ tới đón con về. Thì cũng hy vọng là đến đó thì sẽ đón được đứa bé nó gì để nuôi cho nó. Tự tế sẽ bà ngoại chắc yếu không nuôi nổi đâu. Nhưng mà cái thằng con lớn ha, của anh Nhí hả, là bả cứ gieo cái gì vô đầu á, thấy có cái hình á, có em YouTube nào lại á, bả kêu cái thằng con á đưa cái hình nào lên nói là anh Nhí là có mèo. Và cái thằng YouTube nó mới hỏi, em YouTube nhỏ nó hỏi cho cái bả chụp lại, bả nói thôi người ta chưa ra mặt không cho chụp hình, không có cho con cái hình đó. Bả vô đầu cái đứa nhỏ nó vậy đâu có đúng. Dạ. Thôi bả kêu cái đứa con lớn á ấy cái hình lên, đưa cái hình mà không biết cái hình của ai nó không biết nữa. Mà bả nói là một hay là quen với cha mê cái con đó là bỏ con, bỏ cái không lo. Làm đi. Cái clip đó em có coi, cũng coi clip đó. Bả làm gì không có đúng, em coi lại đi, coi kỹ lại thử coi làm vậy đúng không. Bả mở lên bả đưa cho cái em YouTube nào á không biết nữa. Rồi coi rồi cái em kia không coi, cái bả chụp lại bả nói thôi người ta chưa có ra mặt không có cho chụp hình, không có cho coi. Đó, rồi bả gieo vô đầu cái em đó là cứ nói là cha con á là không có đem tiền về nuôi con mà. Mình làm ông làm bà mình đâu phải nói tốt, chứ mình đâu nói vậy, nói vậy cái đứa nhỏ nó cứ gieo đầu nó nghĩ xấu gì cha nó xong sao được. Dạ. Bả đâu có sống hoài mà bả để nuôi cháu ngoại vậy được. Làm sao cũng cha nó, mình phải nói làm sao, chứ mình làm bà ngoại mà mình nói vậy mình cũng đâu có tốt đâu. Bây giờ thấy cái đứa nhỏ thì thấy tội nghiệp mà bả cứ nói vậy đó, bả nuôi hết tiền rồi bả dành lại rốt cuộc Mạnh Thường Quân nuôi chứ bả có nuôi gì đâu. Hết tiền đó bà cháu đi sinh. Cháu nội người ta tả gì cho người ta nuôi. Thế bây giờ cũng bất xúc con rể rồi mới nói là thế, còn sau này suy đi lại cũng trả thôi chứ còn giữ làm gì đâu, nuôi rồi nuôi sao nổi mà nuôi. Nhưng mà mình nghĩ là cũng chu di về tiền không à, chứ già rồi tiền đâu ấy mà phải nói. Trời nói cái cử chỉ bà theo mình theo, tại vì người ở ngoài cuộc đứng ra nhìn thấy mà tức thấy ghê luôn á, thiệt luôn á. Dạ. Đứng ra từ cái câu nói bả, từ cái câu nói bả tỉ rồi bả là tiền không à, chứ đừng có nói bả đổ thừa bà nội vô này kia. Hung dữ thấy sợ luôn, tự nhiên vậy cái xô đẩy người ta ra. Tại chú Nhí với lại bà mà mẹ con Nhí cũng hiền quá, kiệm lời không có. Hiền quá trần luôn. Rồi đổ thừa là đi về lên mang dài bằng áo khoác,
hỏi chứ người ta đi xa thì đâu phải vậy, cái đó là cái lịch sự của người ta, đâu có bắt lỗi người ta được. Nói là bạn áo khoác đồ vô nhìn vô giống như côn đồ tội đó coi, cái đó cái lịch sự của người ta, ta ăn bận rồi mang dài, không lẽ người ta trên đó ta về rồi ta phải ghé đâu ta mang dép mũ hả?